tôi giúp giảng tĩnh tâm và thường huấn cho các cha các thầy tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo ICM tại Bảo Lộc. Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Hoàng là tổng đại diện của tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo icm đã mời tôi giảng tĩnh tâm và thường huấn cho các cha các thầy thuộc tu hội icm tôi cho đây là một dịp cơ hội rất tốt đối với tôi bởi vì cha bề trên hoàng đã đoái thương tôi và đã nhờ tôi giúp đỡ Tôi cho đây là một dịp đẹp và là một vinh dự cho chính cuộc đời linh mục của tôi. Được mời là một vinh dự rồi, bởi vì có biết bao nhiêu những người khác, có biết bao nhiêu những che giáo khác được mời trước tôi. Và ngày hôm nay tôi lại được mời để đến để giúp đỡ các cha, các thầy, trong tu hội icm đó là một điều diễm phúc đối với tôi vì ý thức được trách nhiệm cao cả và tốt đẹp ấy tôi đã chuẩn bị hành trang của mình một cách kỹ càng mỗi lần đi giúp như vậy thì mất một tuần ba tuần thường huấn và ba tuần giảng tĩnh tâm mỗi buổi sáng đều dân lễ và giảng trong nhà thờ cho các cha các thầy đó là điều đòi hỏi người linh mục khi được mời giảng tĩnh tâm và thường huấn phải chuẩn bị một cách kỹ càng tôi đã cố gắng hết sức tận lực với tất cả những đặc ân chúa ban với sự trợ giúp của chúa thánh thần tôi đã làm tốt công việc đó cho tu hội icm và tôi nghĩ rằng ở với điều chúa ban chúa ban với sự trợ lực rất mãnh liệt của chúa thánh thần những điều tôi nói những điều tôi giảng tất cả đều quy về Chúa. Tôi chỉ nói về Chúa mà thôi. Và cả những bài giảng, cả những bài tường vấn là kể lại về cuộc đời của Chúa Giêsu, nói về cuộc đời của Chúa Giêsu để tôi và các cha, các thầy cùng nhau hiểu rõ hơn về con người của Thiên Chúa, một con người lớn lao và vĩ đại một con người thông suốt và con người đó đã tạo dựng nên ở vũ trụ tạo dựng nên chính con người vì dựng nên con người và tạo nên tạo dựng nên vũ trụ cho nên thiên chúa là đấng khôn ngoan Thiên Chúa là đấng thông suốt, Ngài hiểu rõ tất cả mọi chuyện trong tâm hồn của từng người. Chính vì vậy, một tuần giúp cho tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo y xem là một tuần phải nỗ lực hết sức để những lời nói của mình, những điều mình giảng giải luôn luôn đem lại lợi ích tốt đẹp nhất cho quý cha quý thầy, vì quý cha quý thầy là những người đã có vốn trí thức cao, đồng thời đã hiểu biết sâu rộng về đạo lý, về Chúa Giêsu, cho nên cha giảng tĩnh tâm và thường huấn phải luôn luôn hiểu biết về Chúa một cách sâu sắc. Vậy muốn hiểu biết về Chúa một cách sâu sắc, người giảng tĩnh tâm và thường huấn phải cầu nguyện, phải âm thầm, chiêm niệm và suy nghĩ để rồi qua những lời rao giảng qua những lời thường huấn người cha giảng và cha giảng cha giảng và cha thường huấn luôn luôn nói lên những lời của chính thiên chúa và như thế những lời của chính thiên chúa sẽ tác động trên tâm hồn của quý cha và quý thầy tôi nghĩ rằng tuy mình nhỏ mọn tuy mình uh, uh, nói những điều có thể nói được là rất là đơn sơ chứ không phải những điều uh, cao siêu ở trên cao ở trên mây trên gió nhưng chỉ nói thực tế những điều rút ra từ kinh thánh những điều rút ra từ lời của chúa cho nên những lời đó chắc chắn sẽ đem lại những hiệu quả tốt đẹp nhất cho quý cha, quý thầy trong tu hội. Và những hạt giống gieo vào trong tâm hồn quý cha, quý thầy chắc chắn sẽ triển nở. Có những người sẽ được 100, có một người, có người sẽ được 60, có người sẽ được 30. Đó là tùy theo tâm hồn và thừa đất của tâm hồn mà quý cha, quý thầy đã dọn như thế nào. Tôi cảm ơn cha bể trên, Francisco Xavier, Nguyễn Văn Hoàng và tu hội rất nhiều đã dành cho tôi những ngày dạ thường huấn và những ngày giảng tĩnh tâm thật tốt đẹp. Các ngài đã coi tôi như anh em trong nhà và các ngài đã luôn luôn yêu mến tôi, các ngài đã trao đổi với tôi những điều thật tốt đẹp. Nhờ đó, tôi có một động lực mạnh mẽ là nhờ lời an ủi động viên của các cha, các thầy. Cho nên tôi đã mạnh dạn để có thể nói lên những tâm tình của tôi và những lời thì nói của tôi thì luôn luôn đượm tình yêu mến luôn luôn tôi nói ra những lời thì của thiên chúa và khi nói những lời của thiên chúa như thế chắc chắn những lời đó sẽ tác động mạnh mẽ trong tâm hồn của các cha của các thầy